Nguyễn Khôi xin kính chào tới Ngộ, quý khán giả, thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹm và xin được chào tới Ngộ anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyễn Khôi và xin kính chào tới Ngộ quý vị. Thưa quý vị, hôm nay Hoàng Tuấn có một vài lá thư xin phép được trả lời. Thứ nhất là có một người gửi thư báo như thế này. Trên báo Vietnamnet ngày 6 tháng 6 2014 có đăng hình cảm xúc của các phóng viên quốc tế khi xem clip tàu Trung Cộng cố tình hút chìm tàu người dân Việt Nam. Nhờ hai anh nhắc nhở nhà nước sẽ không chiếu luôn clip công an đạp vào mặt người dân biểu tình chống Trung Cộng trước đây để phóng viên quốc tế thấy clip nào cảm xúc hơn. Một ý kiến rất hay. Một ý kiến thứ hai nữa, anh thông báo chung cho độc giả vào cho quý vị khán thính giả vào đọc báo vẹm.net sẽ xem được tất cả các chương trình đọc báo Vẹm từ số đầu cho đến số cuối được cập nhật liên tục. Có thính giả nói hai anh là hai tên hề, tôi nghĩ rằng hai anh không cạnh tranh lại hai tên hề này đâu. Mời quý vị vô YouTube tìm cái phần nói chuyện của chủ tịch cựu chủ tịch Nguyễn Minh Triết là thánh giống về trời để vũ thú Điện Biên. Còn cái clip thứ hai là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang Pháp mà kêu người ta đóng cái cửa sổ. Coi hai cái đó thì sẽ thấy là chúng tôi chỉ là đáng hàng đệ tử thôi. Rồi có một người viết lá thư như thế này. Xin chào hai anh, em cũng mới biết được tiết mục đọc báo Vẹm mới đây thôi, nhưng còn có một vài tin tức muốn gửi cho các anh, nếu được các anh đọc lên cho các bà con hải ngoại biết luôn. Dạo này Việt Nam có phong trào nuôi chó mấy anh à, đâu đâu cũng thấy người ta chơi chó hết, dân xã hội chủ nghĩa chơi chó dữ lắm mấy anh ơi. Nhà em cũng mới mua cặp chó, mà chó bây giờ con nào nó cũng lai tạo, nó mập ú, nó trắng trẻo mà dữ lắm đó nha. Tới nỗi là phải nhốt trong nhà. Chó lai tạo có cái đặc biệt là nó ham liếm giày, thành ra mỗi sáng em đi làm em chỉ cần mang giày rồi cho nó liếm thì khỏi phải mua xì đà đánh giày. Bữa nào hai anh cần em gửi cho qua anh một cặp. Chó tàu thiệt thì nó không liếm giày, chỉ có chó lai thì nó mới có thôi, mà ngộ lắm. Chó này mỗi khi khách tới nó coi mặt, nếu khách là doanh nhân giàu có thì nó tự nhiên chạy lại liếm giày. Còn mấy người bán vé số hay nghèo khó đi dép là nó sủa và nó cắn ngay. Nó ghét dân nghèo lắm. Thôi thông báo anh có nhiêu đó thôi, chúc em mạnh khỏe, có đến về Việt Nam ghé qua coi chó nhà em nha. Rồi, chào hai chú, cháu sống ở Pháp chưa lâu, tiếng Tây thì không biết mà tiếng Việt cũng quên luôn, nên nhiều từ tiếng Việt nghe xong cháu điếc đặt khi tình cờ thấy đăng đọc báo Vẹm. Cháu đã tìm trong bộ nhớ của mình để biết Vẹm là gì nhưng đành bó tay. Thôi thì hai chú giải thích giùm cho cháu nha. Xin nhắc lại, Vẹm tức là chữ Việt Minh, Việt Minh và viết tắt là chữ VM. VM là Việt Minh là tiền thân của Đảng Cộng sản đó. Đảng Cộng sản đó. VM lâu ngày thì trở thành chữ Vẹm, và Vẹm trở thành một cái tiếng lóng, là hễ mà nói dối, nói gạt, nói xạo thì nói dối như Vẹm. Rồi người này than phiền, ủa có còn khi mà cháu thấy trên báo chí đăng hình mà ông Obama tự sướng, cháu không biết ủa tại sao ông Obama làm gì mà tự sướng, thành ra là ông chụp hình, tự chụp hình mình. Rồi ca sĩ trong nước cũng vậy, có những ca sĩ cũng người ta nói là nữ ca sĩ đó nha, người ta cũng nói là tự sướng, cháu cũng giật mình luôn. Cho mới xem lại thì đúng là người ta chụp hình bằng điện thoại di động thôi. Trời ơi, sao bây giờ Việt Nam có nhiều từ đọc mắc cỡ quá, quá lạc hậu, trong khi từ này nhan nhản trên các báo mạng mà mỗi lần nhìn thấy cháu đều tự hỏi ông viết bài này ông học tới lớp mấy. Tức là một người trẻ mà khi mà đọc những cái chữ rất là kỳ cục như vậy. Một người nói là tôi rất thích theo dõi chương trình nhưng chỉ xem trên YouTube được thôi, xin anh cho biết ngày nào thì chương trình mới nhất được upload, thì xin nhắc là quý vị cứ vô đọc báo vẹm.net như một vị đã nói đã ha. Rồi có người và upload mỗi buổi tối thứ hai hàng tuần. Và có người thắc mắc về vấn đề chữ nghĩa. Trước em có đọc báo Dân Trí, báo Lệ Phải Việt Nam, thấy có tin giật gân viết như thế này. Tại huyện Thiên Phước, Quảng Nam vừa rồi có xuất hiện một cá thể bò tót xung quấy phá dân làng, húc là bị thương hàng chục người. Em thấy ngạc nhiên quá vì cái chữ cá thể bò tót. Xin nhờ hai anh giải thích giúp, nhất là anh Hoàng Tuấn người Quảng Nam chắc là biết rõ đây là tiếng địa phương xứ Quảng chăng hay là tiếng lạ. Thì vì người Quảng Nam chúng tôi xưa giờ cũng không nói cái vụ con bò là cá thể đâu ha. Và nếu như bò tót xuống phá làng nhiều con thì gọi là tập thể bò tót được không? Tại vì cái kia là cá thể bò tót. Đúng, thì rất là hay, ý kiến rất hay. Nếu mà báo chí viết cá thể bò tót đi một bài thì phải nói là tập thể bò tót. Hoặc giả như đàn bò tót có con bự đi dẫn đầu thì gọi là lãnh đạo bò tót. Còn nếu có con bò tót nó đi chậm chạp sao thì gọi là hậu cần bò tót. chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Cả nói cá thể bò tót thì phải có tập thể bò tót. Mà nó có tập thể phải có lãnh đạo. Có lãnh đạo. Mà lãnh đạo thì phải có hậu cần. Vì không có hậu cần thì ai mà lo cái chuyện cho lãnh đạo. Rồi, rất là hay. Rồi, có một người tâm sự là hai cha con có đi vượt biên qua bên Nam Dương rồi thì sau này thì không có đậu đó, thanh lọc rồi phải đi về. Và người bố là người lính của Việt Nam Cộng hòa ngày xưa.
và khi mà xem được chương trình Đọc Báo Vẹm thì rất là thích và cũng muốn tìm kiếm những đồng đội cùng thời nhưng mà không biết làm như thế nào. Và người này đề nghị là ba cháu thì không biết sử dụng internet, cho nên nếu các chú có điều kiện có thể được thì trong chương trình cũng được, là còn vài lời thăm hỏi cho ba cháu vui. Còn nếu mà rảnh đó, ngoài giờ làm việc thì nếu mà được thì gọi giùm số điện thoại, có đưa số điện thoại. Thì cái việc mà ngoài giờ làm việc chúng tôi không dám hứa được, bởi vì có rất nhiều người email cho chúng tôi cũng gọi là chúng kêu chúng tôi liên lạc riêng đó. Yeah. Chúng tôi cũng rất là bận rộn, xin quý vị thông cảm. Quý vị nào mà có thân nhân ở Mỹ, quý vị biết xứ Mỹ là xứ công nghiệp, công việc nó bận rộn ghê lắm. Thì thôi thì Hoàng Tuấn và Nguyễn Khôi cũng xin gửi lời thăm hỏi đến một vị ngày xưa là lính Việt Nam Cộng Hòa và có để tên nhưng mà dĩ nhiên chúng tôi không nhắc tên người đó ra đây. Thì đọc như vậy thì các gia đình, đặc biệt là cháu mà con của vị này, thì nếu mà có nghe được thì nói lại cho bà biết và có thể mở cái chương trình này đó cho bà xem. Ha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều, xin mời mình thôi. Vâng, xin nhắc lại là chương trình Đọc Báo Vẹm thì được phát thanh chính đầu tiên là trên đài SBTN. Nếu quý vị có thể xem đài SBTN bây giờ đang phát hình trên tất cả các tiểu bang ở Hoa Kỳ này, ở Canada và ở Úc Châu. Ngoài ra cũng có phát ở riêng ở tại Bắc Cali, tức là vùng San Jose này, có phát hình trên đài truyền hình quê hương và mỗi ngày thứ hai và buổi tối của ngày thứ hai giờ California, thường thường khoảng 7 giờ tối giờ California, thì chương trình sẽ có ở trên YouTube mỗi tuần đều được chúng tôi upload vào giờ đó. Sau đó thì có một số quý vị khác thích chương trình này, chẳng hạn như quý vị thực hiện cái chương trình Đọc Báo Vẹm .net đó, là tức là những vị đồng hương đó giúp dùng download cái chương trình này và bỏ vào trong cái channel của cái chương trình đó, thì quý vị có thể xem nhiều channel khác nhau. Nói tới đây thì mình cũng xin chia sẻ với quý vị một chút là tình cờ chúng tôi một lần vào xem, nhìn thấy nhiều cái website, nhiều cái channel khác nhau trên YouTube bỏ cái chương trình này và thấy thấy rất đông quý vị coi, điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai nữa là khi mà chúng tôi check lại cái channel của đài quê hương mà post cái chương trình này đó, thì xin thưa với quý vị là điều làm tôi ngạc nhiên là khoảng chừng được 70-80% số người coi là những quý vị ở trong nước. Thì đây là một cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng cái công việc làm của mình được cái sự tin cậy chia sẻ của mọi người như vậy, của đông đảo người như vậy, chúng tôi cảm thấy chắc là mình phải tiếp tục công việc này cho đến khi nào mà Báo Vẹm không còn này, để chúng ta không còn báo để mà đọc nữa. Thì xin thưa Nguyên Khôi và xin thưa quý vị, chúng tôi có một ý kiến nhỏ nữa là có những người có một cái tư tưởng theo chúng tôi đó thì nó bi quan và tiêu cực, nó nói làm cái gì, mình nói cũng không chết ai hết, mình không làm được gì hết, mình không có quân đội, mình không có lực lượng, không có một tổ chức chính trị, mình nói không rồi thì mình làm được cái gì, mình nói chỉ cho nó mất công. Thì quý vị, nếu ai cũng có tư tưởng như vậy, ai cái chuyện xấu đó ô mình nói không giải quyết được, cái thằng ăn cướp nó vô ăn cướp, mình nói mà thằng cướp nó cũng không chết. Thì quý vị, nếu như vậy thì cái xã hội này nó đi đến đâu? Cái công việc của chúng tôi dĩ nhiên là nói như những người đó là chẳng chết ai cả, nhưng mà ít nhất chúng ta nhắc nhở nhau một điều rằng là xã hội Việt Nam, đất nước Việt Nam mình đang sống trong một cái chế độ rất là tàn bạo, người dân Việt Nam đang sống trong đời sống cực khổ vất vả và cái nguy cơ mất nước không biết bao giờ. Cho nên chúng ta nói để mà nhắc nhở nhau, chúng ta là người Việt Nam, chúng ta phải thương yêu đất nước Việt Nam, và trong cái khả năng điều kiện của mỗi người làm được một việc gì đó thì chúng ta cũng đóng góp một phần. Một hạt cát thì nó không làm được sa mạc, nhưng mà nhiều hạt cát đã trở thành sa mạc. Một giọt nước không thành biển cả, nhưng mà nhiều giọt nước trở thành đại dương. Cho nên là nếu mà cứ nói ôi nói làm chi, nói có hại ai, có chết ai đâu thì không thèm nói, thì cái đó nó thì chúng ta hơi thiếu trách nhiệm thôi. Xin mời Nguyễn Khôi. Nhiều người cũng có cái câu cũng hay nhắc lại cái câu im lặng là đồng lõa đó, thưa quý vị. Chúng tôi chỉ vắn tắt như vậy thôi. Bây giờ chúng tôi trước khi bắt đầu đọc báo ở trong nước, báo Lệ Phải đó, thì có một câu hỏi anh Hoàng Tuấn là theo nhận định của chúng tôi, sự tìm hiểu của chúng tôi, đố anh biết lúc này báo chí Việt Nam khan hiếm cái tin tức liên quan tới vấn đề gì nhất? Khan hiếm tin tức gì? Tức là không nói tới. Không nói tới. Tôi tìm nguyên một tuần lễ vừa qua tôi tìm mà tôi tìm không ra. Cái quan hệ tốt đẹp giữa Trung Quốc và Việt Nam. Thì có thể anh nói cái đó cũng hay, nhưng mà tôi tìm nguyên văn là 16 chữ vàng. Tôi tìm trên báo chí Việt Nam trong mấy tuần lễ vừa qua, báo thì không nói tới nữa. Nó trở thành một mặt hàng hiếm. Tôi không biết giờ, tại vì trong nước đó, bây giờ người ta đang đi mua vàng tích trữ. 16 chữ vàng thì cũng cất kỹ luôn. Không có. Và thực sự như vậy, chúng tôi muốn tìm lại xem 16 chữ vàng nó như thế nào. Tại hồi xưa mình đọc phớt phớt qua, mình cũng không để ý lắm. Thì cuối cùng thì chúng tôi phải vào cái trang gọi là trang từ điển Bách Khoa mở, tức là Wikipedia bằng tiếng Việt đó, thì chúng tôi thấy về 16 chữ vàng nó như thế này.
tháng 11 năm 2000, khi hội đàm với Tổng Bí thư mới Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh đến thăm, thì Tổng Bí thư Giang Trạch Dân nêu rõ 16 chữ này là phương châm quan trọng chỉ đạo sự phát triển quan hệ hai nước. 16 chữ xin đọc vắn tắt là ổn định lâu dài. Tôi đọc tiếng Hoa cho nó có vẻ sang một tí là trường kỳ ổn định. Thứ hai là hướng tới tương lai, tức là diện hướng vị lai. Thứ ba là hữu nghị láng giềng, tức là mục lân hữu hảo. Và thứ tư là hợp tác toàn diện, tức là toàn diện hợp tác. Đây là tài liệu của từ điển mở Wikipedia. Chúng tôi hơi ngạc nhiên là hồi xưa giờ đó mình cứ tưởng là 16 chữ vàng là hai bên phải ngồi bàn thảo hội họp với nhau, đảng tương kính nhau, rồi sau nhiều ngày làm việc với nhau và họ chọn ra cái đường hướng để mà làm cái chỉ đạo hợp tác giữa hai nước, và cái đường hướng thỏa thuận giữa những đôi bên và phải bàn thảo với nhau. Nhưng bây giờ đọc cái này mình mới biết rõ ràng là Bí thư Giang Trạch Dân nêu rõ 16 chữ này là phương châm quan trọng chỉ đạo sự phát triển quan hệ hai nước. Thế là Trung Quốc nó chỉ đạo Việt Nam à? Không, cái tài liệu nó nói như vậy mà, rõ ràng như vậy, trên sách vở báo chí nó nói như vậy, rõ ràng như vậy. Thì trước giờ như vậy là tôi lầm, anh cũng lầm, tất cả đồng bào trong nước chúng ta cùng lầm. Chúng ta cứ tưởng là đảng sang bên đảng Việt Nam sang đảng bên gặp bên Trung Quốc, hai đảng ngồi bàn với nhau năm này qua tháng khác rồi mình tìm được 16 chữ đẹp nhất để mình nói về cái tình giao hảo hữu nghị giữa hai nước và phát triển tương lai. Không ngờ rằng bây giờ mới biết là đây đồng chí Giang Trạch Dân chỉ đạo rõ ràng các bạn, chỉ đạo đồng chí Nông Đức Mạnh. Dạ vâng. Thưa quý vị, như vậy là 16 chữ vàng bốn tốt. Ngày xưa người ta cứ ca ngợi luôn luôn giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hồi xưa đấy thì người ta ca ngợi là sông núi liền núi ha, môi hở răng lạnh. Bây giờ thì là răng nó cắn môi te tua ha. rồi người ta đưa ra 16 chữ vàng. Bây giờ nó coi lại cái tài liệu này thì rõ ràng là chỉ đạo. Thì thưa quý vị, chúng Hoàng Tuấn cứ nghe 16 chữ vàng mà như Nguyên Khôi không đưa ra, Hoàng Tuấn không nhớ được, bởi vì cái gì vàng này là vàng giả, không phải vàng thật. Vàng này là vàng là, quý vị biết hàng hóa của Trung Cộng cái gì nó cũng giả cả. 16 chữ vàng này cũng thuộc vàng giả. Cho nên là 16 chữ vàng, nhưng mà cuối cùng là quý vị thấy không? Cái thế của Trung Cộng đối với Việt Nam như thế nào? Rõ ràng là cái thế đàn anh. Đàn anh thì nó còn đỡ, nó coi như là bố đó. Cho nên nó chỉ đạo rõ ràng. Mình cũng là bí thư đảng, nó cũng là bí thư đảng mà nó chỉ đạo mình. Đôi khi tôi thấy anh vào Đài Phát thanh Quê hương chúng tôi và khi ra về thì anh có nói rằng anh phải sống theo nguyên tắc cũng là những cái chữ vàng, và anh có bảo đảm với tôi vàng này là vàng giả nhưng mà vàng của anh là vàng thật, thì anh có thể chia sẻ cái nguyên tắc những chữ vàng của anh nó như thế, mấy chữ có đủ 16 chữ không vậy? Trung Quốc Việt Nam thì có 16 chữ vàng, Hoàng Tuấn có 8 chữ vàng thôi. Mà 8 chữ vàng này vàng thật nha, vàng 4 số 9 nha. Mà tôi bảo đảm với quý vị là 8 chữ vàng này mà khi mà Hoàng Tuấn nói ra đó thì là sẽ không có sự phản đối, đặc biệt là từ các bà. 8 chữ vàng của Hoàng Tuấn là như thế này, nhất là các ông có gia đình nghe nha. Là về với vợ vất vả vẫn vui vẻ. Vân vờ đằng mà vàng vàng thật. Chúng tôi nói là có chữ vàng là anh bằng chữ V. Anh nhắc lại một lần nữa cho chứ mọi người không phải như vàng, cái vàng của Trung Quốc chỉ đạo. Trung Quốc là chỉ đạo là vàng giõm, chúng tôi là vàng thật đàng hoàng. V đây nhá này. Về với vợ vất vả vẫn vui vẻ. Cho nên các ông có đi đâu thì đi, làm gì thì làm, về với vợ có nó vất vả thiệt nhưng mà nó cũng vui hơn. Chứ mà đi ra ngoài thì nó vui thì cũng có đó, mà về với nhà thì nó lại càng vất vả hơn. Ở ngoài vui vẻ càng nhiều thì về nhà nó vất vả càng nhiều. Cho nên nhớ như thế.